Có thể nói nơi này là một trong những nơi mà mình khi bước vào á, mình đã thấy nổi lên da gà rồi các bạn. Một nơi rất là hiếm hoi mà khi Forbes bước vào, Forbes đã nổi lên da gà đến tận xương ốc. Thật sự mình không biết đó là cảm giác gì. Nơi mình đang ở á, là một nơi từng xảy ra cái chết của rất là nhiều người, ít nhất là cũng vài chục người á. Đây là những người bị bệnh tâm thần, đầu óc không bình thường, bệnh trầm cảm cũng có. Tức là những cái loại bệnh tâm thần là họ đều mang đến đây. Ngày xưa nước Mỹ á, cái y học về tâm thần chưa có phát triển á, thì họ cho rằng những người này bị ma nhập thì cần phải nhốt lại một chỗ. Nơi đây đã xảy ra cái chết của rất là nhiều người. Họ bệnh, họ chết cũng có, họ tự tử cũng có, họ treo cổ cũng có. Và có rất là nhiều người đã muốn mua lại căn nhà nhưng mà họ không có ở được. Một thời gian sau họ phải dọn ra ngoài vì nhiều lý do khác nhau. Cho đến bây giờ nó vẫn là một căn nhà hoang. Và mình may mắn đã được người chủ cho phép để vào đây quay phim cho mọi người. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào vấn đề đó, mình sẽ nhắc lại một câu chuyện nó rất là nổi tiếng. Vào năm 1974, tại New York, có một người đàn ông tên là Ronald. Ông này, ông thức dậy vào khoảng từ 12 giờ đêm cho tới 1 giờ sáng. Và trước đó anh này chưa bao giờ giết người, chưa bao giờ gây một cái vụ án gì lớn lao. Là một con người bình thường trong xã hội, đi làm bình thường. Và anh sống trong một cái gia đình rất là khá giả. Nhưng rồi vào khoảng giữa đêm, anh ta cầm một cái súng. Đó là một cái súng trường loại lớn. Và anh ta đã bắn và giết ba mẹ của mình cũng như là bốn người em của mình. Tổng cộng là có 6 người đã chết. Sau khi mà giết hết toàn bộ gia đình xong, anh này bắt đầu quăng khẩu súng ra nhà sau của mình có cái bờ hồ, rồi vào nhà đi tắm để rửa hết toàn bộ máu me đã dính trên người mình cũng như rửa hết cái mùi thuốc súng. Và sau đó anh ta chỉnh máy điều hòa. Các bạn biết nước Mỹ là một cái đất nước có thể gọi là thời tiết cực kỳ khắc nghiệt. Lạnh rất là lạnh mà nóng cũng cực kỳ nóng. Thành ra khi mà các bạn chỉnh cái nhiệt độ máy điều hòa đó, làm cơ thể thay đổi nhiệt độ rất là nhanh và có thể đánh lừa được pháp y luôn. Các bạn tin không? Một người chưa bao giờ gây một vụ án nào có thể tinh tế đến như vậy luôn. Mà cái thời đó nữa, khoảng 2 giờ sáng á, 2 giờ rưỡi sáng, anh ta mới chạy qua nhà bạn gái của mình để tìm một cái chứng cứ ngoại phạm, rồi sau đó đi làm và chiều về quay lại và tri hô rằng mọi người trong gia đình của anh đã bị giết chết bởi một băng đảng mafia. Mọi người thông cảm cho Phó, hôm nay Phó bị bệnh nha, thành ra giọng hơi khó nghe. Từ lúc gây án cho đến lúc mà qua nhà bạn gái á, anh này rất là thông minh, rất là bản lĩnh. Các bạn biết á, khi mà các bạn giết người xong á, trong cơ thể của bạn sẽ có những cái điều thay đổi, những cái nhiệt độ thay đổi, những cái ứng xử cũng thay đổi luôn. Nó cần phải nửa tiếng cho đến một tiếng sau đó bạn mới bình thường trở lại. Đó là nghiên cứu của những nhà tâm lý. Nhưng anh này á, một lúc giết 6 người mà 6 người thân mà lạnh lùng tới mức đi qua nhà bạn gái như người bình thường. Có thể nói rất là bản lĩnh, rất là lì lợm và thông minh. Tuy nhiên từ cái khúc buổi sáng trở đi á, khi mặt trời ló dạng á, khi mà anh ta về tri hô á, lại tỏ ra ngờ nghịch một cách khó hiểu và từ từ lộ ra chân tướng mình đã là kẻ giết người. Sau khi mà cảnh sát bắt được anh này á, và tra khảo ngay tại thời điểm đó, anh ta chỉ nói lấp bấp được vài câu: trong đầu tôi có một cái tiếng động, một cái tiếng gì đó bắt tôi thôi thúc tôi phải đi giết người, và tôi đã làm điều đó. Và sự việc nó xảy ra quá nhanh, quá nguy hiểm, thành ra tôi không nhớ được điều gì và tôi không dừng lại được vì nó cực kỳ nhanh. Sau những lời anh ta khai á, cái vụ án nó trở nên nổi tiếng và rùng rợn. Nhưng nó chưa rùng rợn đến khi mà người ta phân tích nhiều cái vấn đề của nó như sau. Các bạn biết khẩu súng của anh này là một khẩu súng trường loại lớn và cực lớn. Bây giờ nó còn lớn các bạn. Và nếu mà các bạn bắn lên trời á, là cả một khu phố nghe luôn, cả một cái xóm nghe nếu ở Việt Nam. Còn nếu ở Mỹ á, là vài block đường có thể nghe được. Anh ta đã bắn ít nhất là hơn 15 phát. Thì làm sao mà hàng xóm không nghe được? Hàng xóm chắc chắn phải nghe. Nhưng mà đằng này hàng xóm không nghe. Chỉ có tiếng con chó trong nhà nó kêu gừ gừ một cách sợ hãi mà thôi. Mà người hàng xóm không nghe. Tại sao người nhà không nghe? Sau phát súng đầu tiên chắc chắn là mọi người phải thức dậy hết. Vì nó quá ồn, nó cực kỳ nó ồn các bạn. Nhưng đằng này 6 nạn nhân đều chết và úp mặt xuống giường. Điều này cảnh sát không thể nào giải thích nổi, kể cả khoa học không thể giải thích nổi. Nó làm cái vụ án này trở thành một trong những vụ án mà tâm linh ma quỷ nổi tiếng luôn cho những cái thập niên 90.
Cho đến sau này á, người đàn ông này bắt đầu ông nhớ ra, anh ta nhớ ra và anh ta khai thêm vài chi tiết. Và khi mà anh ta khai thêm á, nó càng làm cái vụ án này trở nên quái dị nữa. Anh ta khai rằng có một người đã giúp anh ta, đó chính là em gái của mình, cũng là nạn nhân luôn. Tức là hai anh em trong cùng một thời điểm đã muốn giết gia đình của mình cùng một lúc, và họ làm một lúc luôn, và cuối cùng họ gặp nhau, chỉ có một người được sống. Tức là có một cuộc thanh trừng cũng đã xảy ra. Hoặc hai anh em này đã cùng hợp tác với nhau để giết cả gia đình, rồi sau đó mỗi người trong đầu óc có một cái tư tưởng là thanh trừng lẫn nhau, và Ronald là người chiến thắng. Đây là điều hoàn toàn có thể tin tưởng được. Tại vì cảnh sát phát hiện rằng ngoài cái vết cái đạn của Ronald á, nó còn có thêm vài cái đạn của một khẩu súng lục khác nữa, và họ tìm thấy được ở dưới bờ hồ. Và khi mà họ xét nghiệm cơ thể của cô em gái á, cổ bị bắn ngay bụng các bạn nha, là cái vết thương gây cho cổ chết, mất nhiều máu. Chỗ này á, là có mùi thuốc súng, nhưng mà cái phần mà thuốc súng nhiều nhất á, đó là trên ngực của cô ta. Rất là nhiều trên ngực của cô ta, giống như tư thế một người cầm súng vậy đó. Nhưng rồi cô ta cũng phải thanh trừng anh trai, và anh trai là người chiến thắng. Từ cái vế đó trở đi á, có nhiều cái nguyên nhân khác nhau, giống như là nói rằng là gia đình này có liên quan đến mafia, mafia đã có ảnh hưởng đến vụ án này. Nhưng rất là vô lý các bạn. Thậm chí anh ta còn nói rằng á, Ronald còn nói rằng chính cậu mình là mafia đã ép mình nhận tội, thực sự mình không giết người. Càng vô lý hơn. Tại vì cậu của Ronald là anh trai mẹ của Ronald, làm sao mà người anh không muốn biết được thủ phạm là ai mà lại bắt cháu mình nhận tội. Và nhiều chi tiết khác, giống như Ronald và Dawn á, là em gái á, là hai người nghiện chất kích thích. Họ lúc nào cũng tức giận, nóng giận trong người, và họ muốn bỏ trốn ra đi. Đây là cái lời khai cuối cùng của Ronald. Tuy nhiên nếu họ bỏ trốn, tại sao họ phải giết người trong gia đình của họ? Vụ án này vĩnh viễn trở thành một trong những vụ án ma quái kỳ lạ nhất của nước Mỹ. Nhưng liệu đó có phải là cái vụ án duy nhất hay không? Hay còn nhiều vụ án khác nó cũng tương tự như vậy? Thực sự cái vụ án nó nổi tiếng á, là tại vì nó ở trong một cái tiểu bang nổi tiếng nhất của nước Mỹ, đó là New York. Có nhiều thành phố lân cận, nhiều tiểu bang lân cận cũng đã xảy ra những vụ án tương tự. Và nơi mình ở, nó xảy ra một vụ án không thể nào mà kinh khủng hơn. Mời các bạn đón xem và chúng ta sẽ review căn nhà này. Hello. Đây là một trong những chỗ mà mình không biết phải bắt đầu từ đâu như thế nào luôn các bạn. Mình cảm thấy nói chung là rất là sợ các bạn. Khi vào đây phải công nhận luôn, nó lạnh lẽo ghê lắm. Nó có một cái gì đó mà u uất. Rất là ghê các bạn. Kiến trúc á, bây giờ nó đã được sửa lại rất là nhiều các bạn nha. Rất là nhiều. Nhưng mà người ta nói rằng đằng sau kiến trúc này là sự đau thương và chết chóc của rất là nhiều người. Mà nó không thể nào mà che hết được. Sự thật vẫn mãi mãi là sự thật. Trước mặt các bạn là hai người chủ nhà cuối cùng của căn nhà. Các bạn tin không? Đây nè, hai người chủ nhà cuối cùng của căn nhà luôn. Mà căn nhà này được xây dựng một cách đàng hoàng là vào năm 1850. Mà nó bỏ hoang cho tới bây giờ luôn á. Tức là sau đó trở đi không còn ai làm chủ nữa. Làm chủ thật sự của nó luôn, không còn ai nữa. Chúng ta sẽ lên trên lầu các bạn ha. Là nơi đã có cái chết của một cô gái 5 tuổi tên là Marble. Mình nhắc đến cô này trong đây mình thấy người mình rùng rợn các bạn. Một cô bé tên là Marble, chết 5 tuổi. Và một bệnh nhân tâm thần đã treo cổ tự tử trên cái chỗ này. Chúng ta sẽ đi tham quan. Tiếng lập bập ghê quá. Quá ghê luôn các bạn. Đằng trước á, là người chủ căn nhà, bà ta tên là Eliza. Đây chính là người chủ của căn nhà. Hai vợ chồng rất là giàu có các bạn. Người ta nói rằng cái linh hồn của bà Eliza này không thích đàn ông. Bà không thích đàn ông. Không có welcome đàn ông đến đây. Thành ra khi mình đi về
người mình có bị sốt á, hay là bị cào á, cái đó cũng bình thường thôi. Tại vì bà không thích những người đàn ông. Thì cái người chủ nhà nói như vậy. Đây là phòng của bà ta hồi xưa nè, trước khi bà ta chết nè. Bên Mỹ bây giờ đã là hơn 9 giờ tối các bạn nha. Mà ở ngoài nó sáng trưng à. Mình tính đi vào 11, 12 giờ nhưng mà người chủ nhà nói là mình chỉ có khoảng 3 tiếng thôi. Thế nên nếu mình đi sợ cái giờ đó không có kịp, tại vì sau 12 giờ đổi là họ không tiếp khách nữa. Mình phải tranh thủ đi sớm nhất có thể. Tuy là ban ngày nhưng mà nó cho mình một cảm giác phải nói là lên tận da gà luôn các bạn. Mình mới nghe tiếng cọc 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 cọc. Biết áo đỏ của ai nữa. Hồi xưa á, những cái chỗ này á, là cho những chỗ bệnh nhân ở nè, những bệnh nhân tâm thần họ ở chung với nhau á. Các bạn nhớ nè, đây là những cái mà di tích còn sót lại từ rất là xa xưa đó, chứ không phải là mới bây giờ đâu. Tại vì căn nhà này đã mười mấy hai chục năm không có người ở rồi. Ok, có thể là người chủ nhà hay là người dân thành phố họ phải thay ra trải giường, nhưng mà cái bài trí nó vẫn là như vậy. Thậm chí là những đôi giày luôn các bạn. Không biết chủ nhân của những cái áo đó, đôi giày đó đã chết ở đây hay là còn sống hay đã chết nữa. Không biết luôn. Khó nói lắm. Cái đàn piano nè, lâu lâu á, nó phát lên tiếng nhạc đó. Có một nhóm thám hiểm á, đến đây á, họ chơi cho vui thôi, và họ có vài cô gái đi chung. Và ban đêm đó cái người nam á, nghe tiếng đàn thì thấy một cô gái ngồi đánh đàn, tưởng rằng á, cái cô gái đó là bạn của mình, thì anh này mới nói chuyện với cô gái đó vài câu. Rồi sau đó á, anh ta mới nghe người bạn của mình trên lầu gọi. Anh ta mới chạy lên, đang mới ngủ mà. Lên đó thì thấy người bạn mình đang ngồi trên đó, chứ phải cô gái đang đánh đàn ở đây. Từ đó anh ta biết là anh ta gặp ma. Các bạn thấy những con búp bê này không? Là những con búp bê thiệt hồi xưa đó, của những đứa trẻ tâm thần ở đây chơi nè. Chứ không phải họ mang vào để dọa mình không nha. Cái câu chuyện á, mà tại sao có cái banh ở đó đó, cái người chủ nhà hay là hướng dẫn viên hay là ông này là ông là manager mình không biết, ông nói rằng từng có một người phụ nữ á, bị tâm thần ngồi đây nè, run trên cái ghế này mỗi ngày luôn đó, run trên cái ghế này mỗi ngày, đó là chỗ ngồi cô ta. Rồi còn một người phụ nữ khác đã treo cổ và chết trên cái lan can này nè. Nhưng mà tất cả những cái này á, nó không có một cái document nào để chứng minh là có câu chuyện có thiệt hay không, mà chỉ do người dân địa phương kể lại. Thì theo đó cái người chủ kể mình á, có một cô gái á, đã treo cổ chết tại cái vị trí này. Đó các bạn, ngay chỗ này luôn nè. Cái này đúng là mê cung luôn các bạn. Đi vòng vòng sau ra chỗ cũ hồi nãy luôn. Hay thiệt đó chứ. Dĩ nhiên ở đây có vài căn phòng cho những người vì bệnh tâm thần ở, nhưng mình sẽ không có review hết được vì nó rất là rộng lớn. Dép nè, giày biết của ai nữa, cà vạt này kia luôn. Các bạn biết á, người Mỹ họ tối kỵ một cái là vậy nè, cái dở của họ là vậy. Họ không hiểu là vì sao căn nhà họ có ma có quỷ, nhưng mà người châu Á của mình biết được á, cái đồ đạc á của người chết á, mà mình không đem đi cho đi á, cái đồ đạc đó nó mang theo cái linh hồn của người chết. Có các bạn nha, bên Nhật cũng nói vậy luôn nè, bên Lào cũng nói,
bên Trung Quốc cũng nói và Việt Nam mình cũng nói như vậy luôn. Nhưng mà người Mỹ có một cái, những căn nhà bị bỏ hoang á, họ trộn lẫn đồ cũ đồ mới lại luôn, thành ra không biết được đồ nào là của người chết và đồ nào là của người sống nữa. Thành ra nếu mà căn nhà này có ma có quỷ thiệt á, cũng khó để siêu thoát lắm, tại vì cái đồ đạc của họ còn vương vấn ở đây. Mình sẽ dẫn các bạn xuống cái tầng hầm và kể cho các bạn nghe lịch sử của căn nhà này luôn, vì sao mình đến đây. Thật sự hồi xưa ở đây á, nó chỉ là một cái miếng đất thôi, một cái miếng đất hoang của những người bị bệnh tâm thần, những người bị nghiện ngập. Mình sẽ không nói về cái vấn đề nghiện ngập quá nhiều của nước Mỹ, tại nó không liên quan đến chủ đề này. Thì người ta xây dựng ra một cái làng hay là một cái xã vậy đi, mình chỉ biết vậy thôi. Bây giờ mình mệt quá rồi các bạn, thì họ ở chung với nhau và ít ai rất là muốn đến khu vực này. Thậm chí bây giờ các bạn nha, khu vực này rất là nguy hiểm luôn á, khu vực này không có an toàn trong thành phố. Cho đến tận bây giờ nó vẫn như vậy. Thì có hai anh em tên là Frank với Thomas đã đến đây và mua lại cái mảnh đất này. Thì hồi đầu tiên họ mua rất là nhỏ các bạn, rất là nhỏ thôi, căn nhà xây rất là nhỏ. Hai anh em này á, là làm nghề nghề nông, là một cái nghề rất là thường ở nước Mỹ thời đó, đặc biệt là ở những tiểu bang lạnh, nhưng ở tiểu bang giống như là mình đang ở vậy nè. Hai anh em này không có gì đặc biệt, chỉ có Thomas á, là có một cái hơi tự ti, hơi mặc cảm về bản thân của mình, không không có tự tin về cái ngoại hình của mình cho lắm. Hai anh em này làm việc rất là vất vả và chăm chỉ, chất phác. Từ nhỏ đến lớn á, Thomas chưa bao giờ có một tình yêu hay là một cái mối tình đầu nào, chưa bao giờ. Vì anh ta ngại về cơ thể của mình cũng như diện mạo của mình, còn Frank thì rất là bình thường. Cho đến khi Thomas gặp một người phụ nữ rất là đẹp, đẹp hơn anh ta rất là nhiều, tên là Bree, và hai người có với nhau một đứa con. Từ đó Thomas trở thành một người đàn ông vì gia đình luôn. Trước đây thì anh ta là độc thân, thì anh ta đi làm về rủ bạn bè ở xung quanh thành phố qua nhậu nhẹt phê pha, nhưng bây giờ anh ta dành hết toàn bộ thời gian cho gia đình của mình. Và cũng như vậy á, cái tình cảm của anh ta với lại Frank, người em trai á, cũng xa cách dần dần luôn. Nhưng mà đối với Frank không quan trọng, thì thực chất hai anh em vẫn ở chung một mái nhà, tại vì cái này rất là lớn, cái miếng đất rất là lớn các bạn. Thomas cống hiến hết tất cả mọi thứ cho gia đình. Sau này thì Thomas bắt đầu xây dựng lên căn nhà này cũng khá là lớn, khá là chắc rồi. Và anh ta dồn hết tình yêu vào trong đó, vì anh ta yêu Bree rất là nhiều và yêu con gái của anh ta. Nhưng một ngày á, như bao nhiêu ngày khác, anh ta đi làm về cùng với những người bạn. Khi bước vào nhà thì Bree đã hoàn toàn biến mất. Bree không còn tồn tại trong căn nhà này nữa, cùng với đứa con gái của anh. Thomas rất buồn và hốt hoảng. Anh ta đã chạy lên phòng của Bree và thấy Bree để lại một bức thư xin lỗi Thomas. Bree phải đi theo cái người yêu cũ của mình, tại vì cô ta còn yêu người yêu cũ của mình rất là nhiều. Và cảm ơn anh đã chăm sóc đứa con của cô, vì đây không phải là đứa con thật của Thomas. Thực chất mà nói, Thomas biết điều này. Anh ta là một người đàn ông bất lực và không thể có con được. Anh ta chấp nhận cái điều này. Anh ta chỉ đau khổ là cái tình yêu của mình dành cho một người phụ nữ, và rồi cô ta bỏ mình đi để theo một người đàn ông từng phản bội cô ta, và cũng mang luôn đứa con của cô đi. Và anh đã yêu đứa con của đó hết lòng, tại vì anh không thể có con được. Và sau cái giai đoạn đó đó, là Thomas trở nên bị trầm cảm, trầm lặng luôn, không bước ra ngoài. Anh ta sống trong căn biệt thự này cùng với Frank. Frank đi làm thì anh ta ở trong căn biệt thự, khi Frank về thì anh ta quay trên lầu lại. Hai anh em không gặp nhau không biết là bao nhiêu lâu luôn, hình như là 1 tháng, 2 tháng, thậm chí cả vài năm luôn. Bây giờ mình kể câu chuyện này cho các bạn nghe, mình thấy rợn rợn sau lưng của mình luôn. Mọi thứ cứ trôi đi trôi đi, không biết cái câu chuyện Thomas là một gã đàn ông bất lực nó đã xuất hiện từ khi nào mà những người dân trong thành phố ở đây biết được. Hồi xưa khi mà Thomas còn độc thân, còn nhiều bạn bè, thì người ta vui với anh, người ta ủng hộ anh. Đến khi biết anh có vợ đẹp rồi, người ta là ganh tị. Và khi vợ bỏ đi rồi á, người ta coi cái đó giống như là một cái niềm vui gì đó để chọc Thomas mỗi ngày. Thậm chí những đứa con nít xung quanh ở đây cũng biết chuyện này luôn và chọc Thomas. Không muốn ra ngoài, càng không muốn ra ngoài hơn. Anh ta cứ lục đục trong cái căn phòng của mình. Các bạn biết là ở nước Mỹ hồi xưa đó, có cái dịch vụ gọi là dịch vụ giao sữa. Tức là những người đưa sữa sẽ đem sữa đến nhà bạn. Và hôm đó có một gia đình giao sữa, họ đã đến căn nhà này. Nhưng họ thấy căn nhà này nó không được như bình thường, nó có một cái gì đó lạnh lùng, lạnh lẽo. Họ mới gọi nhà hàng xóm để xem căn nhà này có cái điều gì kỳ lạ hay không. Thực chất khi mình đứng ngoài căn nhà, mình đã thấy có một cái gì đó nó lạnh lùng rồi. Khi mà những người đưa sữa này mà gõ cửa nhà hàng xóm, cái cửa nó tự mở ra. Và các bạn biết một cái điều kinh hoàng gì xảy ra không?
những người hàng xóm đều đã bị xiết cổ chết. Và cái người xiết cổ là một người có một cái sức mạnh kinh khủng luôn, cực kỳ kinh khủng. Những người đưa sữa này họ mới gọi cho cảnh sát và gọi cho những người dân địa phương. Họ quên căn nhà của Frank với Thomas trong một khoảng thời gian nửa ngày. Và nửa ngày sau đó họ bắt đầu thấy kỳ lạ căn nhà này vì không có ai ra vào hết. Khi họ bước vào đây rồi á, toàn bộ người trong gia đình của Thomas đã bị chết hết, gồm hai người làm. Frankie cũng chết, cùng vợ với lại đứa con gái luôn. Và đứa con gái đó là ma bồ, là cái linh hồn trong đây nè. Mình quên các bạn một chuyện á, là một thời gian sau là Frank bắt đầu cũng có vợ luôn. Và vợ anh ta cũng sống trong căn nhà này. Và cô ta cũng có những cái biểu hiện rất coi thường Thomas. Và trong cái giai đoạn đó, Thomas để tóc dài, mặc đồ tối các bạn. Giống như anh ta đang theo một cái tôn giáo ma quỷ nào vậy đó. Cứ lục đục trong nhà và ở dưới tầng hầm. Dĩ nhiên câu chuyện này mình sẽ không kể chính xác được, tại vì mình bị tâm lý ảnh hưởng rất là nhiều bởi cái môi trường xung quanh các bạn ha. Các bạn biết xuống tầng hầm này á, là mình nhớ lại cái gì không? Câu chuyện Sally House á, là một căn nhà có quỷ ám á, mình feel nó giống như vậy luôn các bạn. Mình đi nhiều nhà, mình ít có cảm giác lên da gà lắm. Chỉ có 3 căn lên da gà. Thứ nhất á, là cái căn The Axe Murder, là cái căn mà nổi tiếng nhất của mình luôn á. Thứ hai là Sally House, và thứ ba là căn này. Thật sự luôn các bạn, mình thấy mệt bữa nay luôn á. Đây là cái gian sơn của Thomas nè. Mình không rõ là anh ta ở trên lầu hay anh ta ở dưới đây. Có một số người nói là anh ta ở dưới đây, tại vì khi mà cái vụ án nó xảy ra đó, họ mới lên trên lầu rồi lên trên tầng 1 lục soát banh căn nhà luôn, mà vẫn không thể nào tìm được Thomas ở đâu, ra sao, ở vị trí nào trong căn nhà, hay là anh ta không tồn tại luôn. Nhưng rồi khi họ xuống cái tầng hầm này á, họ mới thấy là có dấu vết của người sống. Và không thể tin được một con người bình thường các bạn nha, không đi đâu hết á, mà sống rú rú dưới tầng hầm này. Hay thiệt, nhưng đây là chuyện có thiệt các bạn. Những người bị bệnh trầm cảm á, đầu óc của họ không bình thường các bạn. Họ có thể là ở dưới hầm nè, họ ở dưới một cái phòng nào đó suốt mấy năm trời liền á các bạn nha, để tóc tai dài luôn á, là điều có thiệt á, chứ không phải là câu chuyện mình bịa đâu. Đó là điều có thiệt với những người bệnh tâm thần các bạn, vì họ quá tự ti đi. Hồi chiều ông chủ chỉ mình á, trong đây có một cái vị trí rất là ghê. Họ nghi ngờ rằng đây là cái nơi mà Thomas từng sống. Mình sẽ tìm cho các bạn, phải tìm ra được chỗ này. Hình như trong đây nè. Đó. Thì những người dân thành phố bắt đầu họ mới đi tràn vào trong đây luôn. Các bạn thấy không? Đó. Các bạn thấy giày không? Có thể là giày của những người chết hồi xưa các bạn. Đây nè, còn quá trời, các bạn thấy không? Đống giày luôn, kinh thiệt. Sau khi mà người ta xuống cái tầng hầm này, cái vị trí này á, người ta thấy có đồ đạc của người sống và người ta tìm được vài bức thư. Trong đó có một cái bức thư á, nó kể về những cái sự mà tức tối hận thù em trai của mình vì em trai mình coi thường mình, và những cái sự căm thù căm ghét của những người hàng xóm đã sỉ nhục Thomas. Nó giống như là một cái cuốn nhật ký viết tay vậy đó. Bao nhiêu cái hận thù, bao nhiêu cái sự bị khinh bỉ, nó đều viết trong cuốn sách đó hết. Nhưng tuyệt nhiên nó lại không viết về người vợ với đứa con gái. Khi người ta lật đến hai trang cuối cùng á, đây mới là điều kinh dị nè. Người ta thấy được rằng á, hình như á, trong quá trình mà sau khi bị vợ bỏ đó, Thomas đã gặp một người đàn ông lạ mặt. Đây là một người đàn ông da đỏ. Mà các bạn biết hồi xưa đó, cái người da đỏ họ giống như là người Thái Lan hay người Campuchia ở châu Á vậy đó. Họ có rất là nhiều ma thuật và tà thuật. Các bạn biết á, một cái lọ thuốc của người da đỏ chỉ cần bạn uống một giọt thôi là bạn chết liền tại chỗ luôn, chết không kịp ngáp. Hồi xưa khi mà người da đỏ đi săn á, họ tẩm thuốc độc trên những cái mũi tên á, bắn con thú nào là con nằm luôn. Và ngoài ra họ dùng những cái thuốc mê, thuốc kích thích để họ tưởng tượng ra những cái điều mà họ muốn thấy. Các bạn tìm hiểu online các bạn sẽ biết là người da đỏ có những cái phương thuốc đó. Tức là người da đỏ họ không có thờ Chúa hay thờ Phật, họ thờ những cái vị thần, vị quỷ, ai họ cũng thờ hết á. Miễn là giúp cho họ là họ thờ thôi. Họ thờ thần cây nè, thần sông nè, họ dùng những cái loại thuốc kích thích. Tại vì khi họ dùng cái đó xong họ tưởng tượng thì họ sẽ thấy được những cái gì họ muốn thấy, và họ nghĩ rằng là thượng đế hay là ma quỷ đã đến gặp họ và trao cho họ cái điều ước đó.
Thì trong cái cuốn nhật ký của Thomas á, có ghi về sự gặp mặt với một người đàn ông lạ mặt là một người da đỏ. Và có thể người da đỏ này đã cho Thomas hai loại thuốc đó, thuốc ảo giác để thấy được ma quỷ hay thấy được những gì mình muốn thấy. Loại thứ hai là thuốc để giết người. Và Thomas đã dùng nó để giết em trai của mình, vợ của em trai mình, và sau đó siết cổ những người hàng xóm. Tại vì cái sự hận thụ bao nhiêu năm qua họ đã gây ra cho mình. Mình xuống tầng hầm này mình thấy rùng rợn luôn mọi người, rùng tới da luôn á. Người ta nói là cũng do Frank không có để ý về những cái hành động của người anh của mình. Thành ra Thomas mới từ từ đào một cái đường hầm, xây riêng một cái căn cứ cho mình như vậy. Và các bạn biết, có một cái điểm bây giờ mình chưa nói các bạn nghe, đó là họ không tìm thấy Thomas sau khi mà Thomas đã hạ sát tất cả mọi người. Tức là cái vụ án này họ cho Thomas là tội phạm, nhưng mà không có biết có đúng hay không, tại vì không bắt được tội phạm. Thomas đã biến mất mãi mãi. Biến mất mãi mãi các bạn. Sau đó căn nhà này được bỏ hoang hoàn toàn luôn, không ai dám ở. Tại vì những người xung quanh đây á, họ sợ rằng một ngày kia Thomas sẽ trở lại. Mà lúc này Thomas không còn là một con người nữa, mà là một con quỷ. Họ nghĩ rằng á, cái người đàn ông lạ mặt kia, không biết có phải da đỏ hay không, nhưng cứ cho là da đỏ đi, là một con quỷ đã mang Thomas đi theo. Và thỉnh thoảng Thomas còn về lại bên đây. Thành ra họ không dám mua căn nhà này. Thậm chí họ còn đồn đại rằng á, là Thomas lúc đó còn sống và ở dưới căn nhà này luôn. Thì những câu chuyện này của nước Mỹ đã làm tiền đề cho nhiều bộ phim kinh dị sau này. Chỗ này có cái giường này. Cái này chắc chắn là mới rồi, không phải cũ rồi. Này giống như là cây đánh Wing Chun vậy đó. Vịnh Xuân Quyền. Cho đến năm 1850 mấy á, có hai vợ chồng mua lại. Đó là ông Armstrong và bà Eliza. Hai người đã mua lại căn biệt thự này. Các bạn thấy không? Nó nằm trên một ngọn đồi. Và ban đêm ở đây nó không có đèn. Thành ra mình phải tranh thủ quay cái giờ mà gần tối á, để cho mọi người thấy cái cảnh của nó. Nếu không là tối om luôn, mình không thấy đường mình đi luôn á. Ở đây nó không có đèn. Mình phải mang ít nhất là 2-3 cái đèn pin đó mới thấy được cái đường đó. Thành ra mình phải chọn quay cái góc nào mà nó sáng nhất để cho mọi người xem, với lại cái thời gian không cho phép. Nãy giờ chắc các bạn cũng thắc mắc rất là nhiều là anh Pháp nói chuyện lan man nãy giờ mà chưa vào cái chủ đề mà anh đã hứa nói cho tụi em cách đây gần 1 tháng trước, đó là về cái vụ nã súng tại tiểu bang Texas. Các bạn xin lỗi nha, con chó cái bên nó sủa dữ quá. Tại vì cái nhà này lâu rồi chưa có ai vô ở, chưa có ai đến tham quan. Ở đây có người lạ đó, nó sủa ghê quá. Mình sẽ chọn một góc khác để nói chuyện cho mọi người xem. Nhưng mình sẽ tranh thủ quay cái góc sơ cho mọi người các bạn ha. Nó nằm trên ngọn đồi, rất là ghê các bạn. Thật sự các bạn, trời không có chiều ý người. Mình tính ngồi ở ngoài mình nói chuyện, thì mình không muốn bị áp lực bởi căn nhà này. Nói thiệt luôn, mình cũng hơi sợ căn nhà này. Thì mình ra ngoài mình nói chuyện để cho nó hay tí xíu. Nhưng mà ồn ào quá, nó bắt buộc mình phải vào đây lại. Đúng là có lẽ ông trời muốn mình nói chuyện trong căn nhà này. Tại sao nãy giờ mà mình vẫn chưa nói về cái vụ thảm sát xả súng? Đó là cái video chính mà mình đã hứa mình làm cho mọi người xem. Và nó có liên quan gì đến hai câu chuyện này?
Mình không nói tên thật của nhân vật ra, mình đặt cho anh ta một cái biệt danh, đó là nhân vật. Nhân vật sẽ là biệt danh của anh ta. Nhân vật là một thanh niên 18 tuổi, cực kỳ trẻ luôn các bạn. Anh ta đã cầm một cái rifle, một khẩu súng, mang vào một cái trường trung học và đã giết hơn 18 đứa bé cùng với hai giáo viên. Một cái vụ án đã gây cái sự đau lòng cho cả nước Mỹ nói riêng và cả thế giới nói chung luôn. Một cái vụ án tranh cãi, và có nhiều người nói rằng đây không phải là lần đầu và cũng không phải lần cuối cùng. Cá nhân của mình nói thiệt luôn, đây không phải lần đầu là điều chắc chắn rồi, tại vì mình khám phá rất là nhiều. Và theo mình nghĩ cũng không phải lần cuối cùng. Nhưng chúng ta hãy phân tích về tâm lý của nhân vật này. Mình đọc rất là nhiều báo về nhân vật, nhiều kênh YouTube của người Mỹ nè, của người Mỹ gốc Việt, kể cả người Mexico luôn. Mình nhờ những người bạn Mỹ của mình dịch lại cho mình. Và mình thấy đa phần họ nói na ná cũng có nhiều điểm giống nhau. Nhất là cái điểm mà hơi nhạy cảm, đó là về chính trị. Họ cho rằng đây là một cái vụ án có liên quan đến chính trị. Một cái thế lực, một cái tập đoàn bóng tối nào đó đã tham gia vào cái vụ án này, đã thúc đẩy thanh niên trẻ, thậm chí là giúp đỡ thanh niên trẻ luôn. Kênh mình là kênh tâm linh và mình sẽ giải thích theo khía cạnh tâm linh. Nhưng cũng chính những kênh này họ lại nói rằng á, là hung thủ là một người 18 tuổi còn quá trẻ, biết gì mà làm. Đã có một cái thế lực kỳ lạ nào đó ảnh hưởng đến cậu ta mà chúng ta sẽ không bao giờ biết được sự thật. Tự có câu trả lời, rồi sau đó lại tự hỏi lại mình luôn và tự thắc mắc luôn. Tại vì họ quên một điều rất là quan trọng, tuổi thơ của cậu ta là sao. Tuổi thơ của nhân vật á, là một người dễ bị ăn hiếp. Còn nhỏ các bạn, bị ăn hiếp mọi lúc mọi nơi luôn. Cậu ta giống như một con ốc vậy đó. Và sống trong con ốc đó, không thể nào mà vỡ được cái vỏ của mình. Đi học cũng bị ăn hiếp nè, về nhà cũng bị ăn hiếp, chơi game cũng bị ăn hiếp luôn. Đi tất cả, tức là bị ăn hiếp mọi lúc mọi nơi. Và thậm chí lên social media giống như Facebook hay là Instagram hay là Twitter đi, đều bị sỉ nhục và ăn hiếp. Và bản thân của cậu trai này cũng không biết rõ được cái giới tính của mình luôn, và cũng bị bạn bè chọc rất là nhiều. Những người mà yếu đuối nhất trong lớp cũng chọn cậu ta làm mục tiêu để ăn hiếp, để trả thù lại, để xả stress. Chứng tỏ là cậu này bị ăn hiếp cực kỳ tàn tệ, và thậm chí cậu ta không dám nói giáo viên và cũng không muốn đi học luôn, nhưng mà không có biểu rõ cái cảm xúc được, tại vì cậu ta bị cà lăm và bị nói vấp. Thành ra bao nhiêu cái ức cứ dồn trong lòng mà không có diễn tả với ai được, vì diễn tả không có được hoặc là không nói thành lời được. Cho đến khi mà cậu ta thành một thanh thiếu niên á, cậu ta cầm một con dao và cậu ta rách mặt cậu ta chảy máu. Đây là một cái dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Các bạn biết cơ thể của chúng ta nè, tay chân mặt mũi, đó là những cái căn bản của một con người, những là căn bản của một xã hội, thể hiện trên một con người. Và khi chúng ta đối xử với khuôn mặt của chúng ta như vậy, chúng ta đã không còn coi trọng cái căn bản của xã hội nữa. Tức là chúng ta sẽ không còn quan trọng đến cái mạng sống của người xung quanh, vì chúng ta không quan trọng đến cơ thể của mình. Nhưng nó bắt nguồn từ đâu? Mình đã vừa nói các bạn nghe đó, đó là lý do vì sao mà nó bắt nguồn. Mình biết á, các bạn nào đang coi cái clip này đều tin ma quỷ ít hay nhiều. Cả bản thân mình cũng tin luôn. Mà thật là tình cờ bây giờ mình mới để ý, mình đang nói chuyện đằng sau là một tấm ảnh nghi ngờ có ma. Thậm chí có thể là con ma đó đang ở sau lưng mình. Các bạn biết những điều mà chúng ta không thấy không có nghĩa là nó không có. Mình không thấy không có nghĩa là nó không có các bạn nha. Sống từ trường, sống cell phone, các bạn không thấy được đúng không? Chúng ta đều tin ma quỷ. Vậy thì mục đích của ma quỷ là cái gì? Và làm thế nào để ma quỷ tiếp xúc được với con người? Ma quỷ sẽ không thể nào mà tiếp xúc được với những con người bình thường, tại vì họ tin vào căn bản của xã hội, tin vào Phật với Chúa. Ma quỷ sẽ tìm những người nào mà không thể hòa nhập được với xã hội hay bị xã hội từ chối. Nó giống như là nhân vật của chúng ta vậy đó, bị xã hội từ chối. Và bằng một cách nào đó, ma quỷ sẽ tìm những người giống như nhau, giống như họ, để họ có thể là chia sẻ và thông cảm với nhau. Các bạn biết hồi xưa ở nước Mỹ khi mà chưa có Internet, đã có nhiều nhóm nha, nhiều loại người họ bị vấn đề về đầu óc, về tinh thần, họ bị mặc cảm, họ ghét xã hội, nó gọi là anti-social á. Không biết như thế nào mà họ tập hợp lại với nhau rất là hay các bạn. Hồi đó không có Internet luôn, họ liên lạc được với nhau, họ thờ phụng, làm những cái cúng tế rất là ghê gớm, rất là kinh dị. Cắt máu này kia, thờ quỷ đó. Không biết thế nào mà họ liên lạc được với nhau. Có phải ma quỷ giúp cho họ không?
Và cũng những con người này á, đã đào tạo ra một vài sát nhân, đã đi giết rất là nhiều người. Các bạn nào mà thích về kinh dị Mỹ, về tâm lý Mỹ cũng đã biết rồi. Và với cái xã hội hiện tại bây giờ, cái internet nó tràn lan nữa, cái sự kết nối nó càng dễ nữa. Ma quỷ sẽ giúp cho những người đó, họ kết nối lại với nhau, giúp cho họ có cái sự chia sẻ, có cái sự đồng cảm. Và đó là cái mục đích mà họ sống. Và thậm chí ma quỷ còn giúp họ trả thù luôn. Nhưng mà không có gì là miễn phí các bạn. Đối với ma quỷ không có gì là miễn phí. Khi ma quỷ kiếm những người đồng cảm với bạn nè, chia sẻ cho bạn nè, và tạo cho bạn có một cơ hội sống á, và giúp bạn trả thù á, thì ma quỷ sẽ lấy linh hồn của bạn. Lúc đó cái xác của bạn á, thuộc về ma quỷ. Vậy thì trả thù ra sao? Trả thù những như thế nào? Những người mà bị đầu óc tinh thần các bạn, khi mà họ muốn trả thù á, là họ tìm về quá khứ của họ trả thù. Họ tìm về cái nỗi đau gốc của họ trả thù. Nhân vật của chúng ta đã mang một khẩu súng đến một cái trường trung học. Và ngày xưa, chính nhân vật của chúng ta cũng đã từng bị bắt nạt hay là bắt đầu bị bắt nạt. Nhân vật của chúng ta tìm những cái độ tuổi như vậy để giết hết toàn bộ luôn, gây ra cái nỗi đau cho người thân của nạn nhân. Tại hồi xưa khi mà nhân vật bị bắt nạt ăn hiếp, những người thân của những kẻ bắt nạt đó không hề để ý đến nhân vật. Và đó cũng là mục đích mà nhân vật muốn trả thù luôn. Vừa giết những đứa trẻ nhỏ tuổi và vừa trả thù luôn những người thân của những đứa trẻ. Mình không có bên nhân vật các bạn nha. Cái vấn đề giết mười mấy người là một vấn đề nó quá tội lỗi đi. Mình không tin là linh hồn của nhân vật có thể lên thiên đàng được, mà sẽ xuống địa ngục và bị trừng phạt rất là nhiều. Cái đây là một cái điều rất là khó thông cảm về một cái hành động nó quá dã man. Nhưng mình muốn các bạn suy nghĩ thêm một điều. Các bạn hãy nhớ lại đi. Nếu các bạn là người từng ăn hiếp ai đó, hay là từng chứng kiến một người bị ăn hiếp, người đó bị ăn hiếp rất là nhiều, hay bạn là người đã từng bị ăn hiếp, khi bạn lớn lên, cái quá khứ đó nó đã ảnh hưởng bạn ra sao nếu bạn là người bị ăn hiếp? Hay nếu bạn là người ăn hiếp người khác hay là chứng kiến cái người bị ăn hiếp đó, sau này bạn gặp lại, bạn thấy cái quá khứ đã ảnh hưởng đến họ ra sao? Một tin buồn các bạn, ma quỷ luôn tồn tại trong thế giới con người. Và chúng chỉ chờ sự sơ hở của con người, rồi lợi dụng con người để đạt được những cái mục đích của chúng. Và đây là cái tâm sự của mình về cái video này. Có thể video này mình chưa nói hết cảm xúc của mình vì nhiều lý do khác nhau. Mình vô một trong những cái biệt thự ma ám rùng rợn hoặc là quỷ ám luôn để kể cho các bạn nghe một cái vụ thảm sát. Và đằng sau mình vô tình là một cái bức tranh mình không biết luôn. Thành ra có điều gì sai sót, mong mọi người bỏ qua. Bị bệnh nữa nè, nói không ra hơi luôn. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác. Tạm biệt. Thì sau khi mà cái vụ án của Thomas xảy ra đó, bà Eliza với lại ông Armstrong, hai người đã mua lại cái biệt thự này với cái sự ngăn cản của rất là nhiều người dân địa phương. Tại vì hai vợ chồng rất là tốt các bạn. Ông này là nghị viên của thành phố tới 3 năm liên tục luôn. Ông quá tốt đi, ông được người ta bầu. Người ta hỏi ông vì sao mua căn nhà quái dị như vậy. Tại vì họ sợ rằng là linh hồn của Thomas còn sống, hay là một con quỷ Thomas sẽ quay về đây và ám căn nhà. Tại vì thỉnh thoảng họ đi vào ban đêm, họ không dám bước qua căn nhà này. Họ thấy những cái điều rất là kỳ lạ. Nghe cái tiếng sột soạt như có người ở trong đây vậy đó. Và cái căn nhà cũ của người hàng xóm đã đập vỡ luôn. Và hai vợ chồng Eliza với lại Armstrong cũng mua lại mảnh đất đó luôn. Mảnh đất đó nằm trong đây luôn nè. Nhưng cái người quyết định đó chính là bà Eliza, là cái người phụ nữ hồi nãy mình cho các bạn coi đó. Bà ta là một người có giác quan thứ 6. Đúng hơn là lúc bà còn nhỏ 7 tuổi, bà đã chứng kiến một cái vụ thảm sát bằng súng trong một cái đường tàu xe lửa. Và may mắn bà là người sống sót cuối cùng, một trong những người sống sót. Người thủ phạm là một anh thanh niên cầm một cái súng và hạ sát khoảng 10 người. Anh này bị giết ngay tại chỗ luôn. Nhưng khi bà để ý, cái anh thanh niên cầm cái súng như nè, cái bóng của ảnh không phải là cái bóng của ảnh, mà là cái bóng của một người đàn ông cao lớn, chứ không phải là bóng của anh thanh niên đó. Trước khi mà ảnh chết, ảnh hấp hối, ảnh nói là ảnh không biết vì sao mà ảnh làm như vậy. Người ta nói ảnh bị khùng. Nhưng mà cái câu chuyện đó nó ám ảnh trong đầu óc của bà Eliza.
vĩnh viễn luôn. Lúc ba bà 7 tuổi, các bạn biết con nít 7 tuổi mà nó thấy được những cái điều mà người lớn không thấy được. Bà tin anh này nói thiệt. Đến khi bà gặp lại căn nhà này, bà giống như là có một cái giác quan thứ sáu gì đó. Bà muốn thay đổi hết toàn bộ cái diện mạo của căn nhà cho người ta thấy nơi đây là một nơi có thể ở được để giúp những người bị bệnh tâm thần. Bà rất là cố gắng các bạn. Nhưng mà rất tiếc là hai vợ chồng ở với nhau mà không có một đứa con nào hết để tiếp nối cái sự nghiệp. Và bà Eliza, bà hàng ngày cũng chờ đợi cái linh hồn của Thomas, hay là một người đàn ông da đỏ, hay người đàn ông bí ẩn nào đó xuất hiện để bà tìm hiểu được câu chuyện này, nhưng mãi mãi không được. Bà mất sau 2 năm chồng mình mất, rồi sau đó căn nhà này bị bỏ hoang một lần nữa luôn. Sau khi bà mất á, căn nhà này nó lại quay về cái gốc cũ của nó, tức là những người bị tâm thần á, họ lại quay về để họ ở tiếp. Nhưng rồi sao, họ cũng chết trong căn nhà này luôn, như cái khởi đầu của nó. Các bạn biết có một thời điểm mà nước Mỹ rất là lạnh các bạn nha, cực kỳ lạnh luôn. Và hồi đó những người bệnh tâm thần chưa được quan tâm đúng cách. Thành ra là nhiều khi họ ở đây họ lạnh quá, họ thiếu thực phẩm, đồ ăn, họ lớn tuổi rồi, họ chết luôn. Hay là vài người bị nghiện các bạn. Họ nghiện như thuốc phiện, hay là nghiện cần sa đó, hay là nghiện những cái chất kích thích khác rất là nhiều. Và họ không có lối thoát thì họ vào đây họ ở. Rồi họ cũng chết trong đây luôn.